mấy con. Ôi, thế giới khủng long. Nè, đổ này nè. Tiếng hợp anh cũng có chân nha. Ồ. Đu. Xịn á. Wow, tiếng nè, đẹp quá ha. Quá trời luôn. Ê, tôi mày quan sát kỹ coi có ai không. Trời ơi, làm gì ghê, anh trai đi lượm rác mà đi chợ cướp đâu sợ. Trời ơi, biết sao không, mấy bữa nay hai anh em tụi tôi đi lượm rác nhiều quá, bởi vì có nhiều người theo dõi. Bây giờ hả, đi lượm rác phải giống như là đi ăn trộm vậy đó. Trời ơi, làm gì đi gì đâu anh trai, ở đi bình tĩnh thôi, cứ việc bình tĩnh mà thức khuya anh trai. Bình tĩnh cái gì, mày thấy con chó không? Thì nó đi là gì vậy á, ông kể nó. Trời ơi, sáng giờ đi theo dõi tao với mày, mày không biết hả mày? Ủa vậy hả? Ê, túc, tao nghe có mùi rác ở đâu đây? Nằm. Ý, thúi quá, nguyên bãi rác trước mặt luôn. Bây giờ tụi tôi lại tiếp tục công việc, đi vô đây coi có cái gì lụm không. Yeah. Ủa, sao thấy toàn là lá cây không vậy? Ẩn sau lớp lá cây là có chừng có báo vật không sao? Trời ơi, sao lạ vậy? Tối ngày báo vật nó toàn mọc ở trong lá cây, gốc cây gì không à? Đúng rồi. Ê, khoan đã. Để lấy cái cây này chọt chọt coi, lỡ có rắn trong đây thì nó chạy ra. Trời ơi, cái đống lá này quá trời lớn luôn kìa. Đâu bây giờ mày thử dỡ mấy cái lá chuối này ra coi Tuấn. Ok anh trai. Chà, mới thấy này có vừa hả? Đúng rồi, cái là cái thân cây vừa để người ta lấy làm đốt lò đó. Cây giống thăm giống anh trai. Thôi đừng có giật lên. Thôi đừng có giật lên. Trời ơi, gớm quá gì. Ý dạ, thúi quá vậy. Rồi dỡ mấy cái lá chuối ra coi. Ý dạ. Ý, anh trai. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, nguyên bao đồ luôn nè. Trời ơi, đồ đó vậy. Thôi. Chó sủa, giọt. Wow, đúng là thần nhặt rác mà, mỗi lần đi là có rác à. Có điều hôm nay là tôi chưa có ăn sáng thôi. Tại vì tôi quan niệm là nếu như mà ăn no thì mình sẽ làm biếng. Bởi vì hôm nay tôi không ăn gì hết, để tôi đi lượm rác cho nó thư thả đầu óc. Đúng rồi anh, mỗi lần ăn xong em buồn ngủ cũng chết. Wow, mày làm biếng nói gì đó. Bây giờ coi thử cho cái bịch này có cái gì review cho mọi người xem. Đây đây, em mới vô là em thấy cái dây màu mè anh chạy. Ủa, cái này là dây nhảy dây hả? Ồ, này chắc chạy á. Ê, để em test thử. Đủ. Ủa, coi anh Tuấn test dây nha. Đó, bây giờ anh Tuấn anh sẽ nhảy dây cho mọi người xem. Trời ơi, cái dây này nó nhỏ khó nhảy lắm. Nhỏ quá anh trai. Rồi. Đây. Ồ. Cái dây này là nó bảy màu luôn nha, đẹp quá ha. Ồ, dây này đẹp á. Ôi, cầm thử coi. Để tao lấy cái này tao làm cọng dây chuyền đeo thử coi. Trời. Yeah. Ồ. Trời ơi, chuyền đeo ghê. Đó, mình đeo lên đây làm như hai cái lỗ tai nè. Trời ơi. Ê, giống con gái dân tộc á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hỏi tiếp theo là cái gì nữa? Ôi, bịch gì vậy? Ủa, chứ đây là cái gì vậy? Đổ ra coi. Trời ơi. Ây da, mấy đồ chơi trẻ con hả? À, cái này là mặt nạ bảy sắc cầu vồng để hóa trang trong lễ hội Halloween đó. Oh. Ôi trời, nhiều quá vậy Tuấn. Hơi hai ba loại luôn nè. Nhiều má. Trời, nhiều loại quá vậy ta. Đó, quá trời nè. Trời ơi. Tối là vui nhặt rác cái điều này. Đúng, hai anh em tụi tôi toàn là nhặt những cái món rác xịn cơ mà. Ôi. Đây nè, chẳng hạn như cây này là cái ống hút mà có một nửa cây à, đâu có hút được đâu. Đúng là xịn thiệt. Hả? Ừ. Thấy chưa? Tao nói có người theo dõi hai đứa mình mà mày không nghe. Bây giờ cứ hai anh em tụi tôi xuất hiện là sẽ có bảo vệ xuất hiện. Không, anh này anh đi tuần tra để chấm phải theo dõi. Tôi nguy hiểm lắm. Trời ơi. Trời luôn. Cái màu cam nè, bảy sắc cầu vồng nè, màu tím nè, đẹp quá ha. Quá trời luôn. Đi còn cái này nữa anh trai. Cái này là cái gì vậy? Gì giờ giờ. Ồ, cái này là cái đồ mà xếp hình con bò với máy bay đó. Quá trời đẹp luôn nè, mút nè. Đâu Tuấn ghép thử con gì ơi? Con bò. Nè con bò nè, bây giờ con bò nè. Con bò nè. Không, cái mình nè, cái mình con bò đó ghép ngang vô. Đúng rồi. Ủa, hai con bò luôn hả? Ủa sao nó kỳ kỳ sao á? Đây nè. Ủa vậy hả? Đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi, này khó hiểu à. Thôi bây giờ gom mày lại đi Tuấn, cho nó gọn lại đi. Bây giờ gom mày lại cho mọi người. Đúng rồi, gom gọn lại bởi đây đó. Rồi, tiếp theo là cái gì? Trời, vỏ sách anh trai. Trời, vỏ này vỏ xịn không? Ê, ê, biết có tiền. Có tiền đâu, để gì có. Trời. Ủa, không có gì anh trai ơi. Ê, mà cái vỏ này còn đẹp quá gì? Ừ, đem này về cho má mày xài được á. Được á. Ừ, bởi vậy đi chợ. Cái này da xịn lắm anh trai. Ừ, bây giờ cái này về mày giặt lại là đẹp rồi. Ừ. Ê, một lát lấy cái vỏ này á, để mình đựng đồ đem về luôn. Yeah. Để ở đây. Trời ơi, gọi gì luôn. Còn vỏ nó còn vỏ nên. Ơi, dẹ tay coi, trời bị đồ trong đây mày. Ê. Đó. Ủa sao này cũng không có gì hết trơn à? Thì túi hết rồi người ta mới bỏ chứ, túi còn đồ ta bỏ chi. Anh biết em mong muốn nhất nhặt rác lại gì không trai? Cái gì? Nhặt được cái vỏ mà ở trong có mấy chục nghìn đô. Trời ơi, luôn đổi đời luôn, khỏi nhặt rác nữa. Nhưng mà tiền nó xài vô, lỡ bị ở tù sao? Thì anh ở chứ em đâu ở đâu.
Trời ơi, sao mày khôn như tiền, hai thằng cùng xài mà. Anh xài nhưng mà em khai anh là anh xài hết rồi. Hừ, dám khai đâu hả? Bây giờ coi trong đây còn cái gì không? Ủa sao tôi thấy có hộp phô mai con bò cừu trong đây nữa nè. Ủa dạ hả? Mở ra coi hộp phô mai thằng nghĩ cho ăn rồi mới. Ủa trời ơi, hộp phô mai mà toàn mấy cái hình dáng không vậy? À, à thì ra là chú em này có thể là ăn phô mai nhiều lắm nên mới có nhiều phô mai vậy nè. Đủ rồi coi. Wow, wow. Cái này chắc ăn dữ nha. Ồ dữ thiệt luôn á. Vậy chắc bạn này mập lắm anh. Ê mà mấy cái hình này đẹp quá Tuấn. Ừ đẹp quá anh trai. Đây nè, con bò nè. Wow, quá trời luôn. Cha bạn này chắc mập dữ á. Chưa chắc nha mày, nhiều khi người ta ăn phô mai là người ta chỉ giữ sức thôi, chưa chắc mập đâu nha mày. Này là cái gì? Thế lệ cuộc chơi. Hình như là bạn này nè tham gia trò chơi nè, đây nè. Đó, nếu như mà sưu tầm được bao nhiêu thẻ là sẽ đổi được bao nhiêu món đồ vậy đó. Thôi bây giờ bỏ vô lại đi. Rồi xong. Giết một món gì quá. Vô. Ủa cái gì đây? Số điện thoại hả? Không. Mã. Cái này có thể là mật mã của bạn ấy tưởng tượng ra mà ghi lại thôi, nhưng thật ra nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi xong. Giết. Gì, đổ qua đi. Thôi được cái này đắp lại để đi luôn mày. Đó. Ok. Đó để trưng bày ra cho các bạn xem. Đây. Chà. Wow, cái bình nước. Ôi bình nước này đẹp quá vậy. Màu xanh dương luôn à Tuấn. Trời ơi, cái bình này mà nó thạch thạch xíu làm về em đừng uống luôn anh trai. Trời ơi, màu xanh dương là màu bà bê khoái lắm á, đem về cho bả luôn đi. Trong hay dơ nha anh trai. Có gì đâu. À hay là đem về nuôi cá. Cá thông đây chắc chết cá không tao á. Thì nuôi cá, nuôi một con thôi, nuôi cá sim á, cá li thi á. Yeah. Cá bình này cũng được anh trai ơi. Việc. Giờ được quá được luôn chứ được cái gì. Cái gì đây? Ủa cái gì đây? Thôi, tôi mới thấy có cộng dây chuyện dạng trong đó nữa. Đâu? Thiệt mà, bây giờ đổ ra coi. Ghê vậy? Đó nè. Wow. Wow, dây chuyền vàng nhưng mà nó đã bị rỉ sét. Hả? Vàng mà có rỉ nữa anh. Chứ sao, vàng giả. À, vàng 4.9 đúng không? Ê, cái này như là cái lắc chân nè. Ờ, à, đúng rồi, lắc chân. Lắc chân là cột vô chân nè. Mà chân em không vừa anh ơi. Đâu? Chân em nó bự lắm. Thôi giờ đem về mình cột cho con Na đi. Ừ. Ôi, ở đây có cái lộm tóp màu hồng nữa nè. À, biết rồi. Ê, để gắn lên đầu phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ banh ra. Đúng rồi. Ờ, anh Tuấn gắn vô giống như là giống như các anh hùng đại hiệp trong phim kiếm hiệp. Ui, mày đi không có đẹp hết trơn, coi tao nè. Trời chị đẹp thật đấy. Thấy giống bên thành các tư hãng không? Giống mấy trẻ trâu anh. Trời. Hơi đau anh trai. Ơ nhưng mà cái này đẹp quá ha, cái lọn tóc này đem về làm cái đâu? Làm biết được rồi. Ủa, còn một cộng chi chuyện bạc nữa hả? Gì anh trai. Ui, cộng bạc thì còn mới nè Tuấn. Ý dạ. Wow. Ý bạc đẹp xịn nha. Ừ, cậu mày còn đẹp á. Cậu mày đem về mày tặng người yêu mày đi. Người yêu em hả? Ừ, có gì mày nói mày đi giật cho nó. Tán em chết luôn, bỏ luôn á. Ờ, vậy thôi mày nói mày mua cho nó. Rồi. Rồi cất vô đi. Cất vô. Hôm nay lượm cái bao này coi vui cũng thật xịn sò nha. Trời. Ý dạ. Trời, cái bình này xịn quá vậy mày. Cha có cái nắp nữa. Ý mà sao cái nắp nó sai sai anh trai ơi. Nắp nó sai sai không? Vậy là cái nắp này không phải của nó rồi. Ủa vậy hả? Mà cái dĩa nó cũng đẹp nữa nè. Dĩa vàng luôn. Đu. Cha, cái này xịn á. Wow. Cái bình này có nào là bình cổ không ta? Dễ thương quá à. Bình cổ là phải khắc mấy cái gì mà này nó quá. Ai biết đâu. Trung tiếng Tàu. Trời, cái dĩa này sao giống của giới hoàng gia quá vậy? Ôi nè, đúng rồi, ăn đồ cổ anh ơi. Hồi xưa không có ai làm mấy cái này làm bằng cái này hết trơn. Bây giờ ta làm bằng cái gì không mà. Đây nè, cái dĩa này nó có ghi cái gì dưới nữa nè. Xin chào hu tao gì nè. Giờ của Trung Quốc rồi. Đồ cổ. Ừ. Ủa tao khoái cái bình này là cái bình dễ thương quá à. Đẹp nhở. Ủa cái này quen. Mày nhớ cái này không? Cái này là dưới cộng dây địch nhưng mà coi cô vô lại được á. Hồi đó hay đi học đi lấy đánh giỡn đó. À biết rồi. Đó bẻ ra thẳng ra. Đó đúng rồi. Đó, đẹp bây giờ đập lên tay nè. Đập lên tay nè. Rồi đập lên đây. Đó cuốn lại liền xịn không? Cái gì ở đây? Ủa sao có cái đuôi con trồn nữa? Gì? Cái này như là cái móc khóa á Tuấn ơi. Nè nè móc đây nè anh trai. Ủa mà dơ quá à. Ủa này dơ. Ghê quá ơi. Ủa còn cái này là cái gì? Ôi nặng. Nặng quá, mở ra coi. Ủa cục gì nặng trong đây vậy? What? Đồ mày gắn mở ra coi cái gì trong đó. Ủa cái này là cái cây gá cái điện thoại mà sao mày lấy ở đâu ra vậy? Thấy đây lụm đánh luôn. Thôi vậy dẹp cái cục này, cục này hơi nặng nha. Ơi em muốn coi lại gì. Đập ra coi. Mày lên. Mày trời cứng dữ. Trời cái gì đập đi, cái đập cái đó sao ra. Đây nè. Ừ, hợp lý. Trời ơi, nãy giờ có cái bình mà không biết đập chứ chân. Hả?
Mày đập vậy không biết mình chưa hết. Tức rồi nha. Không được đâu, cái bình này nó dẻo lắm sao đập được. Dẹp bài anh ơi. Nè bây giờ mày cầm mày chổi đất nè, mày đập chi cho mệt vậy. Ơ nghỉ luôn đi. Thôi nghỉ luôn đi, mệt quá. Nghỉ. Trời ơi, con dây mất thời gian thiệt luôn á. Thiệt luôn. Còn cái gì nữa đây? Từ điển Việt Anh nè. Ôi, trời ơi, tôi trái tennis hả? Không phải, cái trái đánh gôn á. Ý, nặng á anh trai. Ôi, trái này xịn đó mày. Ừ, trái này xịn nha. Ôi, đưa đây, đồ xịn nó phải để đây cho tao. Ây da, cái gì đây? Cái hộp gì vậy? Ủa? Ôi, mấy con gì? Ôi, thế giới khủng long. Nè, nè, đổ này nè. Trời ơi, quá trời khủng long luôn nè. Wow, đẹp quá. Cái này nghe nó bự nghe không ta? Không phải đâu, cục này cục gơm không nội ơi. À gơm hả, gơm à. Ý, có con voi nè. À gơm quá trời. Trời ơi, con khủng long nè. Í, trời ơi, đẹp quá vậy. Trời ơi, gơm nè. Trong vậy hôm nay dùm được tài là rác xịn không á. Ôi, gơm này tẩy được luôn. Ủa, sao cục gơm mày... À, mày vẽ cái đó đó hả? Ừ. Ừ. Thôi kệ đi, làm tiếp đi. Ủa, cái này cái gì vậy? Ủa, này giống vỏ đạn vậy anh chạy. Trời ơi. Gì vậy? Bộ bài ma thuật Sugion. Sugion là gì? Là vua phép thuật đó. Trời ơi, thằng này nổi tiếng lắm nha mày. Trò chơi nào nó cũng thắng hết trơn á. Ủa vậy hả? Ừ. Mà nó có bộ bài rất là thần kỳ luôn. Ở đây coi thử ơi. Quá à, đúng rồi. Bài này hả? Nè đúng rồi, bộ bài ma thuật nè. Bài này xưa em chơi nè anh trai. Trời ơi, bộ này là nãy giờ hôm nay thấy có giá trị nhất nha. Trời ơi, bây giờ lên coi nè luôn. Đây nè, Lapinus cây xanh gì nè. Đó. Trời đó, ai có chơi nè em trời. Quá trời luôn. Em nhớ cái con này á, anh nhớ cái con này mạnh nhất á là con rồng trắng mắt xanh. Dạ hả? Anh tìm có không? Nhây á là con rồng đen mắt đỏ. Ồ. Còn con mạnh nhất á là thần vạn năng. Ồ, vậy hả? Là gồm phải 5 lá ghép lại. Ồ. Sau đó mở phong ấn cho thần vạn năng ra là thần vạn năng là mạnh nhất. Hút tất cả các quái vật vô luôn. Giống 7 viên ngọc rồng đúng không? Đúng rồi. Ồ. Bây giờ ta sẽ kiếp con coi con rồng trắng mắt xanh không? Ờ. Ý, con rồng này đúng không? Nè, con này là con phòng thủ nè. Không phải, anh biết con rồng trắng mắt xanh anh hồi đó anh có coi. Coi bộ chuyện này là tuổi thơ của tôi nè. Ờ đúng rồi. Tuổi thơ của anh là cách đây hơn 15 năm á là bộ chuyện Lugion này nè. Không rồi đó, tiểu học em cũng có chơi nha. Ồ. Đây nè, đây con này là con gì vậy? Giống con rồng trắng mắt xanh nè. Nè, con này full ngọc luôn á. Ừ. Đây nè, hình như con này là con rồng trắng mắt xanh nè. Ồ. Còn nào nữa không? Đục con này đã quá ta. Con nào full ngọc á là chắc con đó anh trai. Cái này nó có nhiều loại tướng lắm, có con tấn công, con phòng thủ, con phép thuật ba loại. Ừ. Ý, con này bài đen luôn anh trai. Có con này bài sao luôn nè, thấy sao tinh tiết không? Ờ, ý, mấy bài sao tinh tiết chắc con rắn hai xà nữa nè. Ok anh em, coi như hôm nay là một buổi đi chặt đất rất là thành công của tôi với anh tướng nữa. Công nhận hôm nay nhận rất là nhiều độ nha, bây giờ tôi sẽ review sơ lại cho mọi người xem. Yeah. Đó, đây là một bộ bài ma thuật Lugion. Quá trời đẹp luôn nè, thấy không? Quá trời, những cái lá bài rất là lạ luôn nha. Ai mà biết cái lá bài nào ý nghĩa gì cứ comment bên dưới cho tôi biết. Đó, một cái trái banh đánh gôn rất là xịn. Đó, một cái bình trà cổ. Wow. Và các con khủng long bé nhỏ. Đây, một cộng dây chuyền vàng, một cộng dây chuyền bạc. Đó, một cái dĩa của hoàng gia cung đình Huế nè. Trung Quốc nè. Đó, rồi cái mấy cái mặt nạ nè. Đó, hình con bò cười rồi nè. Ống đạn anh. Ờ, quên, nãy giờ chưa review cái này nữa. Cái này cái loa gì nè? Ồ, cái loa ngộ à. Ờ, cái này cái loa chép á, của cái loa. Đó, và hôm nay tôi lượm được thêm hai cái túi sách. Một cái bình nước, một cái bình nước còn tốn cái dục bên kia rồi. Rồi đó, một cái đồ linh tinh lang tang. Đây là mấy cái đồ chơi gì cũ kỹ không nè đó. Rồi, ok anh em, tôi với anh Tuấn cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Coi như hôm nay cũng đi giải các rất thành công rồi. Anh em nhớ đón xem thêm những cái clip tiếp theo về nhặt rác nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, bye bye. Bye.